Khác hoàn toàn, khác bọt hoàn toàn. Lượng bọt cũng thật sự là cũng không còn một chút nào nữa. Trước bạn nhìn đây, cách đây khoảng 15 phút thì cái lượng bọt đầy ứ và rất là nhiều váng ở trên cái mặt bể. Bây giờ hoàn toàn sạch sẽ, hệ thống vẫn đâu. Let's go, chúng ta cùng unboxing cái lọc váng Sunshine để xem hiệu quả khi có và sau khi lắp lọc váng khoảng 10 đến 15 phút. Các bạn cùng chúng ta bắt đầu nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với cái bể cá biotope sau khoảng một tuần và mình đã sử dụng hệ thống đèn và hệ thống lọc vách. Nhưng mà các bạn nhìn thấy đây, qua trong quá trình sử dụng thì chúng ta có một hệ thống váng cái bọt lên rất là nhiều, cho nên ở đây thiết bị lọc của hệ thống lọc của chúng ta lại không có cái lọc vách. Liệu có cần phải lọc hay không? Nên có các bạn ạ, phải có cái lọc vách để cho làm sao cái mặt lọc lọc vách và cái lọc váng. Lọc vách thì làm sao để cái diện tích nó sẽ làm cho cái bể mình chúng ta rất là gọn, bù lại như diện tích chúng ta có thể được tăng thêm. Nhưng mà là cái yếu điểm của nó thì như cái bể lọc vách của chúng ta lại không có cái lọc váng, chúng ta phải mua cái lọc váng ngoài, cái lọc váng ngoài để giải quyết cái bài toán này. Các bạn nhìn lại cái hệ thống bể ở dưới thì vẫn trong, nước rất là tốt, hệ vi sinh phát triển rất là đầy đủ, cá sống bơi khỏe mạnh. Bạn bạn đã nhìn hệ thống cá nương vua và cá thần tiên rất là khỏe, nước rất là đậm. Ở đây mình dùng cả lá bàng để thứ nhất là để cái nơi cá để trú ngụ, thứ hai là ở đây nó có hệ thống kháng khuẩn rất là tốt. Tuy nhiên sau có một hoặc lá ổi được, bạn có thể dùng lá ổi để trong trường hợp này. Và sau khi thế hệ thống của nước chúng ta có cái hệ thống váng nó rất là nhiều và làm cho cái hệ thống nếu mà nhìn từ trên xuống dưới rất là xấu và ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ và mỹ quan, thì mình đã quyết định mua thêm một cái lọc váng nữa. Và hôm nay chúng ta cùng unboxing cái lọc váng. Đây là một lọc váng của Sunsun. Lọc váng của Sunsun mình mua với giá khoảng 120k. Lọc váng của Sunsun Surface Skimmer. Skimmer đúng ra là hệ thống đánh bọt theo của bên lọc nước biển đấy, các bạn đã từng biết. Ở đây lọc váng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hệ thống cấu tạo của nó thường có cái như mình để phải để lên trên này. Như vậy là đây, đây là đúng chiều của nó. Đây là đúng chiều, lúc đầu mình cứ tưởng quay ngược như này nhưng không phải. Mình cứ nghĩ lọc váng là cái hệ thống hút váng ở trên này. Cái này là để cái cột này, để cái cột ở trên là số 1 đấy, số 1 là bạn nhìn thấy, cái này chỉ để lấy không khí để cho cái này hệ thống nước ở dưới thôi. Oxygen đây. Oxygen. Mình lấy nét lại cái này. Cái này lấy nét kém chạy. Lọc váng của Sunsun. Đây hệ thống lọc váng cái cùng thiết bị đây. Đây cái cấu thành quan trọng nhất là một cái bộ lọc điện 220 với nhá, chứ không phải là điện 110 đâu, bạn vẫn chú ý một tí. Ở đây chúng ta có bốn cái nút. Nút này thì như theo thiết kế thì sẽ là để gắn thành vào gắn thành bể. Ở đây có bốn cái nút và gắn thành bể. Bốn cái nút và gắn thành bể. Hệ thống lấy không khí thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đây bạn sẽ cắm vào đây, hệ thống này. Chúng ta cũng dễ sử dụng thôi, chúng ta sẽ cắm vào đây. Và cột ở đây. Ok, rất là dễ sử dụng. Mình sẽ làm các cái thao tác để lắp cái hoàn chỉnh để cho các bạn xem. Đấy, để và cũng sau quá trình sử dụng xong khoảng một, tôi nghĩ là khoảng 1 2 tiếng thôi là cái hệ thống nước sẽ là rất là trong và rất là đẹp. Như vậy chúng ta có thể unboxing của em mà. Giá thành rất là rẻ, chỉ 130.000 là bạn có thể. Đấy. Bạn nhớ đây có cần nút điều chỉnh này. Cái núm này núm điều chỉnh cái cường độ không khí vào ra này. Xoay được, bạn xoay được nhé, bạn nên chú ý nhé. Ống hút lấy ra. Cái công suất của bể này là khoảng 60 nhân 40, cho nên về bạn phải dùng cái skimmer cái surface bề mặt cái lọc váng này phải cái công suất này tương đối mạnh, khoảng 5W. 3 đến 5W, điện 220 trên 240, cái này hoàn toàn là hàng của Tàu. Hệ thống 300 lít trên 1 giờ với cái bể của mình là gần khoảng 2 300 lít, còn để xem cho 6 4 24 24 nhân 14 đấy tầm đấy. Hệ thống đóng mở, hệ thống đóng mở van đây, đóng mở van đây bạn có thể điều chỉnh được đóng mở van. Ok, ở đây mình sẽ lắp cho các bạn xem nhé, các bạn có thể từ từng bước một cùng mình để mình xem có thể lắp nào. Ok, mình sẽ quay lại ngay. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay lại với cái lọc Sunsun, lọc váng của Sunsun này với công suất khoảng 5W chạy thì nó tương đối cũng không phải tốn điện đâu, các bạn không phải lo.
cắm 24 trên 24 được. Và sau khi đó mình đã lắp đặt các cái chi tiết ở của cái máy này. Bạn nhớ là cái này nó hơi khó nút vào một chút, cái lỗ hơi nhỏ nên bạn có thể dùng cái que để chọc vào thì nó sẽ ok thôi. Bạn còn để cái này có thể gắn vào thành của cái bể cá. Và đây là cái hệ thống để điều áp để có thể lấy khí oxy để lấy không khí. Và trên đây chúng ta có cái núm này có thể điều chỉnh cái cường độ cái dòng nước vào mạnh yếu. Còn đây là cái van điều chỉnh đóng mở của cái dòng nước vào. Còn đây là chúng ta để lấy khí ở trên xuống, lấy oxy để có thể tăng cường cho cái lượng khí ở trong nước để đẩy mạnh cái đường luồng nước. Ở đây cái lỗ này hoàn toàn để hở. Ở đây thì cũng lọc cũng tương đối đơn giản thôi, quan trọng nhất là hệ thống tất cả cái công suất của cái 760-40 thì bạn nên dùng chọn cái phương án đây. Và chúng ta nên dùng cái công suất của máy sân xăng khoảng 5W này thì mới vừa. Còn nếu nhỏ quá thì tất nhiên cũng lọc được thôi, nhưng mà cái bạn nên làm cái gì nó dư ra một tí thì tốt hơn. Ở đây chúng ta sẽ cùng lắp đặt ở cái vị trí thành bể. Cái lọc váng thì thường là lắp ở cái, có thể bạn lắp ở vị trí nào cũng được, gắn ở ngoài, gắn ở bên cạnh thành bể hay gắn ở bên đằng sau. Ở đây mình sẽ xem chỗ nào, nếu mà mình không nhầm thì ở đây cái lượng váng nó ra là nhiều nhất này. Cái lượng váng đi ra quá nhiều so quy định, có khả năng là mình sẽ lắp ở đây vị trí này để chúng ta sẽ lấy váng toàn bộ ở đây. Đấy, tùy thôi, đấy là về lý do thẩm mỹ các bạn tùy chọn. Ở đây có thể tùy chọn. Váng thì quá nhiều, chỗ mặt váng này quá nhiều, mất thẩm mỹ của cái bể. Mình sẽ bắt đầu lắp đặt. Ở đây thì cái khoảng trống đây rất là rộng, có thể lắp được ở đây thì về thẩm mỹ thì đẹp hơn, nhưng mà hệ thống mình lại cái váng lại ở kia nhiều hơn. Mình sẽ cân nhắc và mình sẽ quay lại và các bạn cùng xem cái thành quả của mình sau một tiếng nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hello, ok các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với cái chuyên mục về chăm sóc bể cá. Thì hôm nay mình đã lắp thành công cái lọc váng. Các bạn đã xem clip trước cách hướng dẫn các cái chi tiết của lọc, thì clip này mình sẽ thấy cho các bạn thấy là cái hiệu quả của cái lọc váng. Đây là chỉ sau khoảng 10 phút mình lắp đặt, mình đã quyết định lắp cái lọc váng ở cái thành bể bên phía bên này, là phía đối diện với cái chỗ mà cái váng nó ra rất là nhiều. Nhưng bạn xem này, chỉ sau khoảng 5 phút lượng váng, wow, rất hiệu quả, rất rất hiệu quả. Bạn xem cái công suất này, toàn bộ lượng váng đã bị dồn toàn bộ vào cái chỗ cái lọc váng này. Đây, chảy rất mạnh, nước chảy rất mạnh và hút toàn bộ cái váng này. Chắc chỉ khoảng 30 phút nữa lấy cái bể lại sạch tinh tươm không tí vết. Quá đẹp. Hệ thống nước rất là trong, vi sinh mình đã châm rất là tốt rồi. Đấy, nhưng mà cái lọc váng mình rất là không ưng ý trong những cái ngày này, váng ra rất nhiều. Có thể mình đã lúc đầu rất là sạch, nhưng mà cái hệ thống váng có thể từ cái bể cá, từ cái tay chân dầu mỡ có thể nó hình thành. Nhưng mà nếu không, gần như là phải có lọc váng rồi các bạn ạ. Lúc đầu mình cần cân nhắc có nên không. 120k cực kỳ xứng đáng, một lọc của Sun công suất của 5W hoàn toàn là rất là chất lượng, làm cho cái bể giá trị lên rất nhiều. Chỉ cần một chi tiết rất nhỏ, nhưng mà nếu mà bạn không để ý thì cái bể của bạn bị mất đi giá trị rất là nhiều. Hệ thống lọc váng bám ở, mình lắp đặt ở cái thành bể bên này. Có vẻ không cần, tí nữa mình sẽ chỉnh lại một tí cho các bạn nhé. Bạn có thể dùng cái nút điều chỉnh ở phía trên này để điều chỉnh cái cường độ của cái lọc váng, bạn cái lượng bọt nó ra nhiều hay không, cái lượng khí đánh ra nhiều hay không. Thì đây mình để cái chế độ min nhất, có thể mắc nó nhất thì cái hoạt động nó bắn tung cả bọt lên, rất là khỏe và tăng cường oxy cho cái bể cá của mình. Đấy, ở đây mình hoàn toàn không cần phải chơi thủy sinh nên không cần đánh CO2. Nhưng hệ giấy mình phát triển cũng tương đối là tốt thôi. Cái ánh sáng ở phòng mình là tương đối đầy đủ của bạn ạ. Các bạn có thể nhìn được tham quan cái công trình của nhà mình. Đấy, hệ thống đầy đủ. Ok, rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn nhé. Ôi giời ơi, chưa đến 10 phút các bạn ơi, chỉ 5 phút thôi. Chỉ 5 phút thôi. Cái lọc váng nó hoạt động rất rất hiệu quả và hoạt động tối đa công suất của mình. Ok, một thành quả cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ quay lại trong vòng khoảng 15 phút nữa. See you. Nào các bạn, chúng ta cùng quay lại với cái bể cá biotope của mình. Sau khoảng đúng 15 phút chúng ta đã mình sử dụng cái lọc váng Sun công suất 5W. Và các bạn nhìn thấy cái thành quả sau 10 phút. 15 phút, đúng là 15 phút. Khác hoàn toàn, khác bọt hoàn toàn. Lượng bọt cũng thật sự là không còn một chút nào nữa. Trước bạn nhìn đây, cách đây khoảng 15 phút thì cái lượng bọt đầy ứ và rất là nhiều váng ở trên cái mặt bể. Bây giờ hoàn toàn là sạch sẽ. Hệ thống vẫn đang hoạt động rất là hết công suất. Hoàn toàn xứng đáng 120k, không cần gì về bàn cãi. 120k, bạn đã có cái bể giá trị lên rất nhiều lần. Còn gì mà chần chừ nữa, chúng ta phải sắm lọc váng, không có thể suy nghĩ thêm nữa. Câu hỏi có hay không có lọc váng, không cần phải, đã có câu trả lời rất rõ ràng. Phải có, không phải nên có nữa. Hệ thống làm cho cái hệ thống bể chúng ta luôn luôn trông thích mắt, có nghĩa là ngắm từ dưới, ngắm bên phải, bên trái và đặc biệt ngắm ở trên, chúng ta đều có một cái bể, đều có cái nước trong vắt rất là đẹp.
Clip tiếp theo mình sẽ có thể là bắt đầu làm một cái bể cá biển để cho mình tạo một cái phong cách khác hoàn toàn. Biotope đây là theo phong cách của tưởng tượng Amazon với hệ thống cá giữa Amazon, nhưng mà đợt tới mình sẽ làm một hệ thống bể cá biển cho nó theo cho đẹp. Các bạn sẽ rất thích cái bể cá biển thì kỳ công hơn một chút và mình sẽ có thời gian chuẩn bị. Các bạn sẽ đón xem nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn với cái bể cá biển của mình sau vòng 1 tháng nữa. See you. Chúc bạn mạnh khỏe. See you again. Bye bye. Thanks for watching. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn.